Hello anh em, hôm nay là ngày 23 tháng Chạp, ngày ông Công ông Táo, cũng tức là ngày 14 tháng 1 năm 2023. Một ngày thời tiết ở miền Bắc đang là mùa đông nhưng mà lại khá là nóng bức. Ủa gì vậy? Còn không biết miền Nam thì như thế nào? Và Tết đến đít rồi anh em ơi. Anh em nào mà vẫn còn chưa mua sắm được đầy đủ cho cái Tết này ấy, thì đừng lo nhé. Trên những cái nền tảng thương mại điện tử, đặc biệt là Shopee, thì chúng ta vẫn còn một đợt siêu sale nữa. Một đợt siêu sale cuối cùng của năm. Vào ngày mai, ngày 15 tháng 1 dương lịch, mà mình đã gắn link các mã voucher siêu giảm giá ở dưới mô tả video rồi. Anh em hãy click vào link. Và ngay trong 0 giờ đêm nay, chúng ta sẽ săn sale luôn nhé. Và anh em biết gì không? Kể từ ngày 11 tháng 1 vừa rồi, thì khi chúng ta mua trên nền tảng Shopee, sẽ không còn bị lừa nữa, sẽ không còn những cái hình thức gian lận gửi hàng bên ngoài nữa. Kể từ ngày 11 tháng 1 thì Shopee đã không cho shop xem được thông tin của khách hàng. Mười đêm! Còn quay trở lại với sản phẩm ngày hôm nay. Đây, Samsung A90. Anh em có thể nhìn thấy cái hộp này. Nhìn rất là nhiều tem này. 1, 2, 3, 4, 5, 5 này, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Chắc là số uy tín. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau unbox về chiếc Samsung A90. Let's go. Đây đây anh em ơi, A Mobile, hàng dễ vỡ xin nhẹ tay, tem niêm phong kín các mặt luôn, sợ thật đấy. Lại còn có một cái cảnh báo cho anh em này. A Mobile VN chân thành cảm ơn quý khách đã ủng hộ, quay video cẩn thận quá trình bóc mở kiện hàng, rõ các góc cạnh của hộp, rõ mã vận đơn các kiểu. Ui, còn có chữ ký hẳn hoi cơ, nghe rất là hoành tráng luôn. Cái shop này chả hiểu tại sao mà từ trước đến giờ mình lại không biết nhỉ. Anh em có biết đến shop này không? Chắc là anh em cũng không biết thôi. Bởi vì sao? Sau khi mà mình đăng cái ảnh mà mình đã đặt đơn hàng ấy, thì rất là nhiều anh em vào bảo rằng là chưa mua ở shop này bao giờ và mong muốn anh là người thử nghiệm. Mình luôn là người thử nghiệm mà anh em, nên là có sai thì có chịu thôi. Nhưng mà bây giờ thì anh em đừng có lo nhé. Như lúc nãy thì mình cũng đã nói với anh em rồi, đó là hiện tại bây giờ ấy, thì Shopee họ không cho shop, không cho cửa hàng xem được thông tin của người mua nhé. Lát nữa thì mình sẽ show cho anh em xem, được không nào? Và mình cũng khá là khó hiểu tại sao mà cái shop mà từ trước đến giờ mình không biết, mà hiện tại nhé, tra cái thông tin của shop lên đến là 106.000 người theo dõi. Quá là kinh khủng, đúng không nào? Và tất cả những cái sản phẩm này thì đều rất là nhiều người mua rồi, rất là nhiều những người mua khác nhau, bình luận ở phía bên dưới này. Đó. Và ngày hôm nay thì mình cũng sẽ unbox một cái sản phẩm của shop này và check shop xem là có thực sự uy tín hay không. Mà tại sao lại từ trước đến giờ không biết nhé. Thế mới lạ đời như này. Còn ở đây thì mình sẽ show cho anh em xem về cái thông tin của khách hàng không bị show nữa. Anh em có thể nhìn thấy này, một cái mã đơn hàng mà của một bạn ấy mua của mình. Shopee họ đã áp dụng một cái chiến lược đó là ... ở đây. Số điện thoại thì đã không hiển thị được này. Rồi thì ngay cả cái phần thông tin chi tiết ở cái địa chỉ này cũng không còn nhìn thấy được nữa. Đó, bây giờ thì anh em không lo là chúng ta mua những cái sản phẩm ở trên Shopee nữa rồi. Không lo là mua phải những cái đơn hàng mà gửi ngoài. Nên là thoải mái nhá anh em nhá, cứ đặt mua bình thường thôi. Giờ chúng ta đã có một cái cập nhật mới rất là ok ở trên Shopee. Còn trên những cái nền tảng khác như Lazada hay là trên TikTok thì anh em có thể thử. Nhưng mà thường là những cái shop nhá, shop thì mới check được cái điều này. Chứ còn anh em chỉ là người mua thôi thì không biết được. Mình cũng là một shop bán lại ở trên Shopee nên là mình mới biết được cái tình hình này. Rồi, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau unbox thôi, không nói dài dòng nữa. Rồi, chiếc hộp của chúng ta đã được mở ra. Đây, một củ sạc Samsung có nguồn ra là 5V 2A và 9V 1.67A, tức là 15W tối đa nhé, 15W tối đa. Thế nhưng mà cái chiếc Samsung A90 này thì A90 5G này thì nó hỗ trợ là tốc độ sạc nhanh lên đến 25W cơ, chứ còn không phải là 15W đâu. Shop có nói rằng là cái sạc này là sạc zin hãng nhé, sạc zin hãng.
ở trong cái phần mô tả của shop ấy có thấy ghi như vậy, nhưng mà thực tế ra rằng chúng ta cũng khó có thể check ra được cái củ sạc nó có phải sạc riêng hãng không, đúng không nào. Có sạc cáp này, rồi thì ốp lưng trong nhá. Ok, 3 món phụ kiện rồi này. Và 3 món phụ kiện như vậy là hết rồi. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với cái nhân vật chính ở đây. Đó là Samsung A90 5G. Một cái sản phẩm mà có rất là nhiều những anh em comment rằng là mình mua. Và cái chiếc máy này thì độ mới của nó lên đến là 97% nhé. 97%. Với cái giá đó là 3.666.500 thì phải. Đó, xuất xuất 3.7 triệu. Đây, và cái chiếc máy của chúng ta này. Màu trắng tinh khôi luôn nhé. Mình đặt là màu trắng. Màu trắng ngọc trinh. Độ mới này. Đấy, 97%. Chúng ta sẽ có những cái vết xước ở đây. Thì bên trên này hơi bị chóc một chút. Hơi xước nhẹ một chút này. Đó. Nó gọi là chấm thôi, chấm xước thôi. Đây, phía bên dưới này có một cái vết cấn. Đó, cái vết cấn này. Và cái viền nó có một vài những cái chấm này. Đó, các bạn có thể nhìn thấy những cái chấm. Chấm giống kiểu hóa chóc sơn ấy. Đây, phía bên trên đỉnh này. Chấm chấm. Nói chung là ngoại hình này thì đúng là 97% rồi. Không sai. 96-97%. Được. Và mặt trước này thì có dán một cái miếng dán màn hình nhé. Nên là nó có một cái vân kiểu như này. Đường lằn. Bây giờ thì mình sẽ khởi động máy lên. Samsung A90 5G. SKT 5G. Màn thì có một cái độ mỏng cũng khá tốt. Viền này. Hơn là so với lại những cái chiếc máy của LG. Những cái chiếc máy của LG thì cái viền nó khá là dày. Mình không thích điều này một chút nào. Màn hình thì bây giờ mình sẽ kiểm tra xem cái độ trong, độ sáng của nó. Hiện tại thì cái độ trong, độ sáng thì khá là ok đấy. Không hề bị ám ố gì cả. Cảm ứng này. Rồi, cảm ứng mượt mà. Thông tin của máy mình sẽ truy cập vào phần cài đặt xem. Chiếc máy này thì đang chạy trên một phiên bản Android, đó là Android 11. Có lẽ là vẫn cập nhật được lên nữa. Sau thì mình sẽ thử nhé. Chiếc máy này thì có bộ nhớ RAM là 6GB nhé. ROM là 128GB. Khá là thoải mái. Các cái tính năng bảo mật này. Bảo mật sinh trắc học. Ở đây thì mình sẽ thử với vân tay. Nhận diện khuôn mặt thì chắc không phải lo rồi, đúng không nào. Đây, chúng ta sẽ quét này. Vân tay trong màn hình. Thử xem. Rồi, đã thêm, hoàn tất. Bây giờ mình sẽ thử nhé. Nói chung là cũng không phải là nhanh lắm. Ở mức độ bình thường thôi. Và bây giờ thì mình sẽ thử với phần camera thử xem. Xem nó ok không. Đặt một cái này ra. Đó. Camera của Samsung thì nói chung là cũng bá đạo rồi. Khỏi phải chê. Camera trước này. Camera trước vẫn trong và sáng đẹp. Camera sau. Đó. Vẫn bình thường, ok. Và không biết là còn điều gì phải test nữa không nhỉ? Và với cái chiếc máy này thì mình sẽ thử xem là có cập nhật lên được phiên bản Android 12 không. Tiếp theo đó thì mình sẽ có một vài những cái ứng dụng cài đặt thêm vào đây để mà test cho anh em kỹ hơn trong những cái video tiếp theo, được nào? Còn ngày hôm nay là một cái bài mở hộp về một cái chiếc Samsung A90 5G của mình. Với ngoại hình lên đến là 97%. Quanh ngưỡng là 96-97%. Nói chung là cũng ok rồi. Anh em có bất cứ một đóng góp nào thì có thể comment ở phía bên dưới video cho mình nhé. Để có thể có những cái bài test nó ok hơn. À, hoặc là thử bây giờ mình sẽ thử quay nhé. Thử quay xem như thế nào. Chứ mình nhiều khi mình không test mic. Không test mic quay âm thanh. Thành ra là cũng trong cái video sau thì mình sẽ test kỹ hơn. Nhưng mà thử test trong cái video này xem là nó sẽ như thế nào. Đây, mình sẽ phát này. Đó.
Rồi, nói chung là vẫn ghi âm bình thường, không ảnh hưởng gì cả, không vấn đề gì. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em nhé. Xin chào.